bê đê, hai tiếng bê đê là cả cuộc đời của tụi em đó. Cha mẹ ơi, con nợ cha mẹ một kiếp người này. Thì cho Mỹ Lan xin được gửi đến tất cả quý vị và một lời chào thân thương và xin được cảm ơn với kênh YouTube Sài Gòn Daily. Bây giờ là không còn bà ngoại nữa nha. Bây giờ trở lại bình thường đi. Dạ bây giờ chị thưa với Cưng là anh gì nè. Và cuộc sống bình thường của chị thì rất là đơn giản, mộc mạc lắm Cưng. Chị yêu quê hương, chị yêu mảnh ruộng, chị yêu đồng lúa. Chị đi hát lô tô Cưng ơi. Nói tóm là chị hát lô tô vòng vòng ở cái tỉnh miền Tây á Cưng. Công việc hàng ngày là Lan đi hát lô tô, phục vụ những cái đám cưới và luôn luôn lúc nào cũng muốn cho cuộc đời mình được tươi vui trẻ. Vì cái cuộc sống thì mình đã bị hơi buồn nhiều rồi. Thì bây giờ mình có buồn nữa thì cũng không ai hiểu được cho mình. Thì thôi mình tự an ủi mình bằng những cuộc vui là đến với những ánh đèn sân khấu, đến những bài ca tiếng hát để cho tất cả khán giả nghe và đem niềm vui cho tất cả yêu đời. Chắc chắn là cái công việc hát lô tô của má Mỹ Lan là đã rần rộ ở khu vực miền Tây hoặc là các tỉnh nữa rồi đúng không? Trời, ngôi sao miền Tây đó anh. Thì nói chung là đừng có dùng cái tiếng là ngôi sao hay là giống như là gừng càng già càng cay, vì có lẽ rằng Lan đã bước vào con nghề được con đường nghệ thuật nghiệp dư của mình từ nhỏ. Thì lớn lên thì rất là may mắn khi được gặp được mấy chị ở Sài Gòn về Cần Thơ đó, cái xin đi thuê đoàn hội chợ lô tô, cái mình yêu thích nghề đó. Vì nói chung là cái thế giới thứ ba ngày xưa thì chỉ có những sân khấu lô tô mới chấp nhận nuôi nấng và tạo được ước đắp chắp cánh ước mơ cho những người ở thế giới thứ ba như Mỹ Lan và những người thời trước. Còn bây giờ thì các em thì nó có đủ điều kiện là ở khắp mọi nơi, vì hiện tại giờ thì cộng đồng cũng rất là xã hội cũng rất là yêu mến và yêu mến những người ở thế giới thứ ba. Còn đối với cái thời của chị Lan á thì nó hơi bị khắc nghiệt tí xíu, cho nên là xin cảm ơn, rất là cảm ơn những sân khấu hỗ trợ lô tô đã nuôi nấng chị em của Mỹ Lan trong suốt một quãng đời mà tới bây giờ mình vẫn còn để hoạt động nghệ thuật với sân khấu lô tô. Là khoảng bao nhiêu năm rồi, là từ năm bao nhiêu tuổi là chị đã gắn với sân khấu lô tô? Từ năm 18 tuổi. 18 tuổi. Năm bao nhiêu rồi chị? 81. Năm nay ngoài 75 rồi. Tuổi thì mình được sinh dấu, nhưng mà thật sự cái đời của Mỹ Lan là cái đời rất là sớm, đời rất là trước. Mà không được nói tên của tất cả các chị mà đi chung với mình. Tại vì có khi giờ mình không có lạc cái gì mà mình đem trong một cái chuyện vui là có gia đình của mình thôi để mình nói được. Còn nhiều khi mình nói tới mình chưa có xin phép những người đàn chị của mình nói nhắc tên tới mấy chị thì đôi khi buồn vui thì nó không có biết đến. Nhưng mà thôi, mình chỉ biết là mình đi rất là lâu rồi, giống như là sống lâu lên lão làng chứ không phải hay ho vậy đâu. Trời ơi, biết mẹ vậy đâu hay. Thì chắc là đã từng diễn ở rất là nhiều khu vực khác nhau ha. Lan diễn rất là nhiều từ Nam ra Bắc. Khu vực Bắc thì nó ít tí, nhưng mà ngày xưa thì giống như ở miền Tây mình mùa mưa cái lên đi lan ra miền ngoài lan diễn. Lan diễn cái hết cái mùa mưa cái lan trở lại miền Tây. Cho nên nó làm cái vòng xoay một vòng, và bởi vì ta nói là lô tô vòng xoay vòng gánh nào vòng xoay qua vòng đời là vậy đó. Trong cái game show lô tô ta có câu nói là vòng xoay qua vòng đời, là cái xoay vòng của những người thế giới thứ ba trong công việc hát lô tô. Như vậy miền Nam miền Tây mình mưa, cái mình ra miền Trung miền Bắc,
cái bắt đầu cái miền Bắc miền Trung hết mưa cái mình trở lại miền di Nam chuyển theo miền à, đúng rồi nhưng mà đó là khí hậu ngày xưa còn bây giờ khí hậu mưa tạt lạc ư tùm lum trời ngày nào cũng mưa giờ nào cũng mưa đi ngoài chết đói không biết đường về ở đâu ở chỗ cho nó khỏe. Nhưng mà hồi xưa thì đào hát lô tô thì sẽ là tự do di chuyển đi khắp các đoàn hay sao cũng có cho nên mình mới di chuyển được kia thì đúng đúng cũng có làm vậy với lại là hồi xưa cái cuộc sống lô tô nó vất vả nhưng mà nó được cái là nó vui và nó được tự do và nó là chị em có thể yêu mến nhau dìu dắt với nhau như là tại vì chủ đoàn thì người ta cũng thông cảm vì mình sống cái cuộc sống lô tô mà ở miền Nam cái mưa quá cái mấy chị em rủ nhau đùm bọc với nhau chỉ dẫn với nhau dắt ra miền Đông thì trước khi miền Trung hay là miền Bắc gì đó tùy theo các bạn nhưng mà mình thì mình nói trước với đoàn là nó bây giờ đoàn mưa quá có nhiều khi nó nhiều đoàn ta chịu không nổi ta nuôi mình không nổi ta làm không có ăn mà vất vả quá cái ta xin gạt tạm các đoàn trong một thời gian ngắn là hết tới mùa này mưa rồi mùa hết mùa mưa rồi mùa nắng mình về thì chị em sẽ đùm bọc với nhau sẽ đi ra ngoài đó hát ca và được làm quen với mấy chị em ngoài đó cái cũng yêu thương nhau như vậy cái hát dài tháng cái về cái chia tay nhau cái tới lúc mà mình về miền Nam này cái miền Tây này mình hát cái mấy chị em mà miền Bắc miền Đông miền Trung gì đó cái bị mưa gió cái chạy vô đây cũng ra vào đây hát thì chị em cũng cũng hát chung với nhau và cũng yêu thương nhau cho nên rằng tại sao mà nói thế giới thứ ba ở nơi đâu ai cũng biết là tại nhờ cái tình đoàn kết và sự chị em thân thiết với nhau là đi đây đi đó vì cuộc đời ca hát dòng xoay quay dòng đời như vậy cứ xoay xoay mãi rồi chị em gặp nhau mến nhau thương nhau và nuôi nấng với nhau và truyền với nhau truyền tải với nhau về vấn đề nghệ thuật ở sân khấu lô tô hiện tại tới bây giờ. Như chị Lan ít tham gia các sân diễn trên TV hoặc là trên các cái game show cho nên dạ, là không bao giờ chưa cho nên là khán giả cả nước thì họ lại không, dạ, biết, không biết tới một cái tên của đúng mình rồi, mà rồi. Chỉ là những khán giả ở sân khấu đúng 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 tại vì thật sự là Lan chưa bao giờ và mình nói cái thích thì ai mà không thích nhưng mà đối với Lan thì Lan không có điều kiện Lan cái lúc này cái lúc thi game show hay là một cái sự kiện gì đó thì Lan bật công việc vả lại Nina An thì cũng rất là thích mời dữ lắm mời hết cái này tới cái kia rồi mời cái này, mời đủ thứ mời nhưng mà Lan từ chối và đôi khi mà nó nổi quạo lên nó trời ơi kêu bà về kêu bà đi lên truyền thông bà quay bà con không chịu tao nói tôi không chịu tại vì với Son làm như chưa có duyên thật sự là Sài Gòn Rally hôm nay là rất là có duyên thật sự là rất là có duyên mà Lan thấy hai chàng trai của Sài Gòn lên đi cũng rất là đẹp trai, cũng rất là vui nhộn và cũng rất là cởi mở, cũng rất là hài hòa. Chị ơi, sao chị không thấy dễ thương vậy? Chị thấy thương trước đầu tiên là đẹp trai vậy chị? Đẹp trai thì được cái đẹp là cánh mắt của người ta, cũng như Lina An giờ đẹp nè, cái ta nhìn vô ta ồ thương Lina An quá. Nào ngạo qua live stream trực tiếp á, cái người thì nó chờ bà già vui quá, cái kiệt mới làm vui quá, thằng kia trai vô bà già xấu quá. Đó, chuồn cái đẹp là trước mắt đi, nhưng mà mình biết là mình đẹp, mình không đẹp mà mình xấu lạ, độc lạ, xấu độc và lạ. Cho nên là việc bây giờ trong phong trào cần cái lạ lắm, đẹp thiếu gì. Thời đại giờ thẩm mỹ đẹp nhiều lắm, thẩm mỹ muốn gì vô thẩm ngô ha. Để làm cho xấu là đẹp nữa rồi đẹp rồi lỡ đẹp rồi banh luôn ha. Vậy đi. Rồi vậy đó. Vui vẻ ông Bảo nha. Thẩm ngô dễ thương lắm. Đẹp cái gì cũng đẹp, làm gì đẹp nha. Cái nghề phụ của Lina An, nghề phụ của Lina An cũng là nghề thẩm mỹ. Và ai muốn xấu gì đó lại nó nắng nó bóp nó nhồi nó nhồi nó thảo ngô là mặc áo vàng nha mọi người thảo ngô là mặc áo vàng biến An là con gái trời ơi con Nia là con mà làm chưa là mặc lúc nào đó chưa bao giờ được làm mặc đó đó đẹp tự nhiên đẹp tự nhiên nữ hoàng lô tô Nina ấy chị ơi chị nó bị giải trễ rồi.
giới lô tô Viết Lan và khán giả bình thường về Viết Lan đi đến đâu nói Mỹ Lan Cần Thơ là người ta biết. Còn giống như là ở trên những kênh YouTube là nói cái chị đó đang diễn trên YouTube hay là trên TV hay là trong lô tô thì không có. Có nhiều khi ở trong sớm ta hỏi ủa sao Đại Dĩ Long 1 có cái chừng game show để dành cho thế giới thứ ba sao cứ không đi thi hay là mày không đi thi rồi cái Lan nói thôi người ta gần đó ta đi thi chứ mình ở xa quá sao mình đi thi được, nó cũng vất vả với lại nó đủ thứ hết trơn. Nói chung là đi thi là cũng phải đầu tư để mà đúng đi rồi thi với lại nhiều khi mình không có mình có nói chung mình chỉ nói phong long ngoài đường gì thì vui chứ biết được đâu vô kịch bản của đạo diễn biết mình làm được hay không mình cũng sợ điều đó. Sợ cái gì cái là quái kiệt rồi là nghệ sĩ ưu tú nhân dân rồi mà sợ ơi trời đất. Cái bắt đầu cái người ta nói trời ơi bà đã già ba thứ tóc rồi mà sao Hồng còn làm không nên chuyện, có sợ bị la vậy thôi á, cái thôi ngại nói chung. Mà lỡ mà bà lên trình này có người mời đi rồi mình có đi không? Đi liền rồi nhé. Lan nói gì nè một câu. Nó chưa có cái khởi đầu thôi. Bye bye. Với bạn thân của Lan nghĩ gì nè. Nếu mà ví dụ một người nào đó nhờ Lan cho một cái chương trình gì đó ngắn gọn thôi. Sao có tôi đâu mà. Ngắn gọn hay là quay một cái clip nhẫn nhơ vui vẻ với cái nhà đó. Kêu bằng là lên để lên kênh YouTube đó. Thì Lan ok, Lan sẽ chấp nhận. Còn trong cuộc thi thì nó dài quá. Giống như có một cái phim gì cần một cái bài. Đúng ok. Cũng như là vừa rồi phim của Lâm Thanh Thảo có mời mà Lan cũng để nguyên ekip của mấy em đi thì cũng tại quay tại cái sân khấu Mỹ Lan luôn, đang hoạt động ở Vĩnh Long. Sân khấu Phương Ly đang hoạt động với Lan gần quay. Nhưng mà đối với Lan là cái gì mà dài quá nhiều quá hay là nó xa, nó dài dặt thời gian quá, cái Lan không có thu xếp được. Bây giờ cái chuyện cá nhân tình cảm của mình thì như thế nào bây giờ? Đời sống riêng tư của mình Đời sống riêng tư thì bây giờ Lan vẫn sống với gia đình. Sống với tại vì Lan có một cái sự thích là Lan thích sống chung với gia đình. Còn tình cảm riêng là Lan xin lỗi chứ Lan cũng với cái giới này thì ai mà sẽ không có những tình cảm riêng. Nhưng mà đối với Lan là tình cảm riêng nó là một cái vật bên lề. Còn gia đình mình giống như là ai cũng vậy. Tôi nói là con chim sẽ có tổ. Tại sao Lan không có thời gian để đi game show là vậy? Là tại vì Lan hay về nhà. Lan thích hát gần nhà. Có tuổi trẻ thì Lan ham hố là đi xa để cho có tên mình. Cái tên mình biết đến. Cái tên ngày xưa là giống như là không phải là như giờ có truyền thông để ta biết đến. Nhưng mà tên mình là để cho bà con, khán giả bình thường ta biết và chị em ta biết tới tên mình vậy thôi. Với lại cũng kiếm tiền, kiếm đồng tiền. Còn bây giờ cái mình khi mà Lan lớn lên rồi, cái Lan thấy là Lan thấy nhiều hoàn cảnh của tất cả các chị em nó ngặt nghèo lắm. Cái Lan mới định hình được, Lan hiểu là nhà sẽ là cái chỗ nương tựa của mình, giống như con chim sẽ có cái tổ. Cho nên Lan rất thích hát vòng vòng ở cái xứ quê hương của mình. Và cái này mình để mỗi tuần mình đi về nhà mình chơi hay là mình ở thì mình hát mình về nhà, hát mình về nhà. Tại là chim Lan đang ở với ai? Lan ở với gia đình của Lan là có mẹ, ba mình mất rồi với lại mấy đứa cháu. Cũng như Lan không có được cái phước làm cha làm mẹ cho nên Lan thích cháu, thích nhất những đứa trẻ đó. Rồi cháu của mình, cái mình thích nó quay quần, có những tiếng nói nít gì đó cũng như là vui. Rồi mình cảm thấy được mình ấm cúng và mình ấm cái lòng của mình hơn khi mình sống một mình. Anh đi dàn câu trên cái chiến trường nào. Anh đi dàn câu. Anh đi dàn câu. Cháu nào. Cháu nào. Cháu nào. Con năm 16, con năm 16. Về kinh tế thì như thế nào? Chị Lan có kinh tế lo thì cho gia đình, lo cho mẹ toàn phần hay không? Thôi bây giờ cái đó là Lan xin tế nhị. Tại vì biết sao không? Cái điều đó thì mình phải biết. Vì mình đâu phải đẻ ra tự nhiên gió thổi lớn. Đúng không? Không phải tự nhiên là cho uống nước xong. Đó, thì cái công ơn nuôi dưỡng cha mẹ của mình. Thì hồi nhỏ mình đã một lần mình đã khước từ với cha mẹ là mình không được để cho cha mẹ vui khi mình đã sống với chính bản thân mình. Khi mình trưởng thành rồi mình biết cha mẹ mình chỉ mong muốn cho mình sống được thoải mái và hạnh phúc và đầy đủ. Thì bây giờ ngược lại mình ra đời, mình có cuộc sống rồi thì bây giờ mình ít nhiều gì mình cũng phải nhớ về gia đình của mình. Mình không khẳng định là mình sẽ nuôi cha nuôi mẹ mình nhưng mà ít nhiều gì mình cũng phải nhớ về cha mẹ mình và gia đình của mình. Còn cái tiếng nuôi thì nó hơi bị quá xa quá đà và nó hơi bị nặng nề quá.
Đó, cái đó là trách nhiệm, trách nhiệm một phần nhỏ nhỏ để mình xứng đáng là một người con khi mình đã làm thất vọng cha mẹ mình, cha mẹ mình một lần đặc biệt trong cuộc đời là mình đã cãi cha mẹ mình đi theo cuộc sống, đặc biệt là chính bản thân mình là trở thành con gái. Còn về cái chuyện tình cảm riêng tư của mình thì bây giờ mình có một cái niềm vui gì? Niềm vui là niềm vui mình không? À, không không, riêng mình là đang nói là bạn thì rất là nhiều. Chứ còn cái để riêng biệt á thì đó là duyên số. Ai mà không muốn là một người thế giới thứ ba, một người đồng tính gì có một cái hạnh phúc riêng tư. Nhưng mình duyên mình đôi khi duyên mình không có được như vậy thì mình phải chấp nhận. Rồi chung nhung mình là bạn đi. Có thể mình nói là tình bạn nó còn tha thiết hơn cả tình yêu. Tình yêu một ngày là phản bội sẽ không nhìn mặt nhau, mà tình bạn suốt đời khi gặp mặt lại vẫn ok, mình sẽ là bạn. Cái tiêu chí mình nghĩ vậy cho mình thả lỏng con người mình gì đó cho mình sống khỏe. Chứ nhiều khi tại mình xấu quá không ai thương nữa không chừng. Trời ơi, quá trời quá đất luôn. Còn cái đam mê mà tại sao mọi người cứ nghĩ, có nhiều người bạn nói ủa sao không theo con đường mà hát ca chính chắn hay là tỏ vẻ sang trọng á. Mình nói là giống như một người chuyên nghiệp sang trọng thì Lan thích vui. Mà Lan khẳng định được cái giới đồng tính của mình, giới của thế giới thứ ba của mình đến sân khấu là gì? Để cho vui, để khán giả cười. Thì mình hãy đem nụ cười cho khán giả quên đi những gì mệt mỏi. Và bản thân có nụ cười để quên đi những gì trong cuộc sống của mình có vất vả, có nội tâm của mình có buồn bã, có chuyện gì. Khi mình lên sân khấu mình làm cho ta cười, vui là mình cũng cảm thấy thời gian đó mình đã vui rồi. Còn cái vấn đề mà lên để thành người chuyên nghiệp thì nhiều khi mình không có được. Thì thà là tới thì tới luôn, hoặc là không thì đứng một chỗ. Chứ đừng là lời giống Mỹ vậy đó, mơ ước vẽ hoài cái mặt nãy giờ chưa xong á. Là sư phụ em là người đa tài, tài năng quá, nhưng mà những cái trò chơi là người ta mời em tham gia là phải cần có sư phụ em, tại vì bà có tài mà bà không có chịu đi ra những cái chỗ giải trí đó. Em kêu là hứa hẹn ok, tới ngày tới giờ cái nấy để em thông cảm chị mất công chuyện, tức không sôi máu hơn mà một ngàn lần như vậy. Bây giờ bữa nay là nói thiệt là kênh Sài Gòn Daily mình là có duyên gì lắm mới chụp được con mụ già này nè. Cái thời gian là lúc trước cái clip mà ca nhạc của đạo diễn Xuân Nam rồi, đợt xưa ưa mời lắm, mời phim phụ, mời hoàn cảnh, mời mấy cái cảnh mà không phải là cảnh đẹp đâu, với lại make up cho diễn viên là cũng là miếng nữa. Mà kinh phí rõ ràng rõ rãi luôn, mà nó thôi tôi là cái nghề lô tô, tôi yêu thích nghề lô tô, tôi làm cái gì ở trong cái nghề lô tô tôi thôi, là tôi rất là yêu mến, tôi rất là thích. Thì giống như An nó nói chị ô game show này ta mời em về gì phải có chị, thì không lẽ mình từ chối, qua em mình nó buồn nó bữa đó cho chị lên cái gì chừng hai bữa sau á biết là nó giải tỷ 10 tay với 8 tay rồi chị mất con chuyện rồi cái đó. Trời ơi là trời, tối ngày chị là tôi bỏ luôn, tôi hồi luôn, tôi khỏi làm luôn. Nạt là nạt vậy thôi, với nạt cái vụ mà uống rượu á, uống tới 3 giờ sáng rồi chưa nghỉ cái đó thôi, uống lỡ uống tới 5 giờ luôn. Chiều 7 giờ live stream mà giờ này là xong rồi đó. Đó giờ này mới xong. Tại nữ hoàng mà. Đó bởi vậy gầu lắm. Ai để có cái nem đó thì tao phải làm cái nem đó luôn. Cho nó là cô bé trăng dịch thì em sao cũng được, nhưng mà có anh em nữ hoàng lô tô là phải đẹp. Bởi vì người ta nói là chưa bao giờ thấy Mỹ Lan đẹp. Bà mẹ có đẹp đâu mà sợ. Tại vì cái nem quái kiệt rồi mà. Có đẹp đâu mà làm quái đẹp coi, xấu đi xấu mà khán giả thương được rồi, đúng không? Hãy vào kênh YouTube Dali và xem. Nhấn để được xem tất cả các chương trình mới vui hay mới nè nha các cháu nha. Thôi mẹ cái Nhung xin kính chào tạm biệt các cháu, tôi về mệt quá trời rồi.